Sao? Ơi. Đừng lên trên trên kia kìa. Đừng lên trên. Em đừng lên trên kia kìa, bà ơi. Đừng lên đó nói. Ok, mẹ em một ngày trưa chưa? Một ngày trưa chưa? Anh kén đưa sữa cho em vô uống đôi tay đi nào nào. Bà đời, bà đời. Rồi bà mở cửa xuống bà đời nhá. Bà đời em nhá. Ờ bà mở cửa ra bà đời em nhá. Nhá. Ok, để em uống sữa đi. Em vô uống sữa đi bà xuống. Em vô uống sữa đi bà xuống. Em vô uống sữa bà xuống nào. Em đi vô 5 vòng uống sữa đi rồi bà xuống. Bà xuống bà đợi em nha. Bà ngồi rồi bà đợi rồi em xuống đây em vào uống sữa đi. Em nghe lời bà không? Tôi bình sữa cho em. Thôi. Nghiệp chưa? Ủa con lên nè. Vui chưa? Vui chưa? Hả? Đúng rồi. Rồi em ngồi lên trong của em đi. Ngồi lên cái ghế của em đi. Vui mà thở không cười ta. Mà cười em vui muốn cười. Ok, let's go. Get go. Hả? Đi ha. Tiền đồ của ba hả? Đồ của ba. Đồ của bà đâu? Đồ ba ở trong giỏ. Tiền không, em nói tiền không giỏ hả? Dạ. Tiền để bà làm công việc không gì kìa. Mẹ có tiền đó. Mẹ có tiền á, mẹ không làm công việc mà. Tiền để làm công việc. À chào. Em cho ba ăn kẹo. Cho ba kéo à? Dạ. Ừ, bà cảm ơn nha. Dạ. Để xe nha. Em ăn rồi đó. Ừ. Rồi. Thôi bà không ăn đâu. Kẹo rồi ra. Không, ba ăn kẹo đi. Không, bà không thích ăn kẹo. Không. Đừng có dù bà. Không. Đừng có đứa kẹo dù bà. Bà không mua đâu. Bà không có tiền đâu. Bà tiền làm công việc rồi. Không mua đồ chơi đâu. Em buồn. Sao em buồn? Ba cho em. Rồi. Hả? Ba không cho em. Ba không cho em cái gì? Ba cho em sinh nhật đó. Sinh nhật đó là cái gì? À đồ chơi á hả? Không phải. Sinh nhật của em à. À cái bóng bóng đó, đó hả? Dạ. Em muốn mua cái đó hả? Dạ. Nhưng mà ba đâu có tiền đâu. Mẹ có tiền đúng không? Tiền của mẹ đúng không? Mẹ cũng không có tiền. Tiền đó là tiền để làm công việc đó. Mẹ sao? Mẹ đâu có tiền đâu. Mẹ đâu có tiền hả? Đã có tiền rồi hả? Tiền ba có tiền nhưng mà tiền đó để làm công việc, không phải để mua đồ chơi. Đồ chơi của em ở nhà có nhiều rồi mà. Hả? Em có nhiều đồ chơi ở nhà rồi mà. Không. Sao vậy? Mua đồ chơi cho em đó đi. Em đưa ta lớp. Em đưa về cho ba bay cho lớp. Đưa ta lớp ạ. À, giờ mua đó cho anh Rốt đó hả? Dạ. Anh Rốt đâu có chơi cái đó đâu. Hả? Anh Rốt không thích chơi cái đó đâu. Cái bấm. Cái Doraemon bị hư rồi. Cái Doraemon bị hư đó hả? Dạ. Nhưng mà anh Rốt không thích chơi cái đó đâu. Thôi khỏi mua đi, anh Rốt đâu có thích chơi cái đó đâu. Em thích chơi nữa. Hả? Em thích chơi. À em thích chơi á hả? Dạ. Em thích chơi ạ. À em không thích hả? Dạ. Em không thích thì khỏi mua ha. Em không thích thì mua làm gì? Anh Rốt thích nữa, em cũng vậy. Ờ em không thích là, anh Rốt không thích là em cũng vậy hả? Dạ. Ờ vậy thì thôi khỏi mua. Ba mẹ cũng không có tiền. Nha. Em bối ngoan quá. Tôi cho nhiều em ở ngoài cho anh Rốt rồi. Ờ ở kia ở nhà nhiều rồi cho anh Rốt chơi chung ha. Dạ. Ừ em bối giỏi quá à. Anh Rốt bị chưa? Anh Rốt hết Covid rồi. À anh Rốt hết Covid rồi. Anh Rốt hết bệnh rồi. Anh
Ken. Anh Ken cũng hết rồi. Ba. Ba cũng hết rồi. Mẹ. Mẹ cũng hết rồi. Về yeah, em bố có vui không? Vui ạ. À. Em ba mẹ hết bệnh em bố có vui không? Em. Em bố hả? Em bố hết bệnh rồi. Về yeah, vui quá. Nhà mình ai cũng hết bệnh rồi, vui quá bố ha. Dạ. Ừ, em bố có vui không? Vui ạ. À. Ừ, giỏi, em bố ngoan quá. À.